Rồi chào mừng anh em quay trở lại với cổng game thiên đường trò chơi nhà mình nha anh em ơi. Đây là la bôi gọi tài xỉu nè anh em ơi. Đây hôm nay lên cho anh em là cái vốn là 78 củ này. Đấy hôm nay ra quán cà phê anh em mình ngồi gõ kiếm đi lại qua ngày thôi anh em ơi. Không biết là cầu cán hôm nay đi như thế nào này. Anh em mình vào gõ cho nó gọi là kiếm tí lại qua ngày nha anh em ơi. Không biết là cầu cán đi hôm nay đi như thế nào. Anh em mình vào gõ cho nó gọi là sáng chín với cổng game thiên đường trò chơi ngày hôm nay đi nha. Rồi đi cho mình cái đầu, đi cho mình cái 30 rưỡi đi anh em ơi. Mở màn cái đầu, đi cho mình cái 30 rưỡi, về cho mình cái tài đi. Cũng biết là quả này có về tài như anh em mình đã nói không đây. Mở màn cái đầu, đi cho mình cái tài cho nó gọi là chất lượng luôn mà. Làm cái đầu là phải cho nó gọi là chất lượng cao nhá. Có là phải cho nó gọi là sáng chín với cổng game thi đua trò chơi như hôm nay luôn này. Không biết là quả này có về tài không đây. Về tài đi cho mình là cái 3 củ rưỡi này. Không biết là quả này có về tài như anh em mình đã nói trong đây. Đấy mở màn từ đầu cho nó gọi là chất lượng này anh em ơi. Ôi một năm à. Má một năm ra 4 luôn à. Má hơi cay đấy. Má chưa gì vào lỗ cây 3 củ rưỡi rồi. Thôi làm cây 5M nên mình gỡ lại đi. Quả này đi 5 củ với cho mình cái tài nha. Quả này đi cho mình 5 củ với cho mình cái tài này. Có tài không đây. Ôi có tài húp lại luôn. Ngon lành chưa. Đấy có quả tai là húp lại luôn cho nó gọi là ngon lành nha anh em ơi. Đấy gỡ lại ngay. Lời lại được một củ máy ngay anh em ơi, một củ 7 ngay. Rồi quả này đi tiếp tục về cho mình là cái tai 4 củ đi. 4 củ 700 này. 55k này, đi tiếp tục về cho mình cái tai nha. Làm bỏ tai này cho nó gọi là chóc lửa luôn. Làm thế nào là phải cho nó gọi là chóc lửa tới đó luôn nha anh em ơi. Không biết là quả này có về tài như anh em mình đã nói không đây. Quả này có tài là anh em mình húp luôn này. Cho nó gọi là rực rỡ luôn này. Có tài không đây. Mong là quả này có tài nên mình húp cho nó gọi là ngon lành luôn nha anh em ơi. Có tài là húp luôn này. Có 6 này. Có nổ hũ không? Ui ôi 66 là 5 mà. Ôi không có nổ hũ húp cũng được anh em ơi. Không có nổ hũ mà húp cũng được. Không sao. Có lời có lãi như thế này là quá là ok rồi. Rồi quả này úp cái lã lên luôn nha. Đi cho mình là cái tài luôn này. Đi cho mình cái tài 6 củ luôn này. Đấy có lời có lãi ngay. Ngon lành chưa anh em ơi. Đấy gõ vài tay là có lời có lãi ngay. Quá là rực rỡ luôn đấy. Lời lãi sương sương được là 11 củ gần 12 củ nha anh em ơi. Đấy sương sương gần 12 củ rồi thôi. Cứ đánh nhị nha là thôi. Quả này đi cho mình là cái 2 củ 9 nha. 2 củ 9 thêm cho mình là 72k. Về cho mình là tài xỉu tiếp đi. Tiếp cho mình là quả xỉu luôn này. Gõ hai tay này cho nó gọi là chóc lửa luôn. Anh tay này thì anh em mình xuống bàn dưới gõ về tài xỉu tiếp luôn nha anh em ơi. Bàn trên thì bắt cầu 1-1, bàn dưới thì bắt cầu 1-2-1-2 nha anh em ơi. Đấy không biết là hai quả này có về giống như là anh em mình đã nói không đây. Mong là quả này về xỉu là anh em mình húp cho nó gọi là ngon lành này. Không biết là quả này có về xỉu không đây. Có xỉu là báo húp luôn. Cho nó ngon lành luôn. 33 này. À 33 ra 1 húp rồi anh em ơi. Đấy ngon lành chưa. Má nặng quả xỉu nào là phải cho nó gọi là chất lượng của đó luôn anh em ơi. Tiếp tục quả xỉu 2 củ này. Có xỉu đi. Ôi ra 3 luôn à. Má 53 ra 53 ra 3 luôn anh em ơi. Má về tài 11 luôn. Ôi tính ra không sao. Vẫn có lời có lãi mà. Vốn tôi là cho là 80 củ ra lời lãi xương xương được là 12 củ đấy anh em ơi. Đang lời lại được 12 củ nên là quả này đánh nhẹ nhàng thôi. 2 củ 700 thôi anh em ơi. 2 củ 700 này. 95k đi. Đấy 95k đi tiếp tục với cho mình cái tài luôn. Đấy giờ đang lời lại sơ sơ được là 10 củ này anh em ơi. Đang lời lại sơ sơ được 10 củ đấy. Nên là đánh là phải quả nào là phải cho nó gọi là chất lượng của đó luôn nhá. Rồi anh em nào muốn chơi cổng game thì đưa trò chơi nhà mình thì mình cứ để full link game dưới phần là mô tả nha anh em ơi. Đấy anh em nhấn vào tải game chơi của mình nha. Cổng game thì mình là bao uy tín sang chín luôn. Nạp rút mùa 1 cho anh em luôn. Nạp tiền cực kỳ nhanh, rút tiền vào tài khoản ngân hàng của anh em tầm 1 đến 2 phút thôi anh em ơi. Rồi tiếp tục húp cái xỉu, húp cái tai này. Còn này đi cho mình tài xỉu lại luôn. Còn này có xỉu là húp luôn này. Ôi 4-4-2 húp luôn. Trời ơi anh thông máy tay luôn em ạ. Anh thông mấy tay có lời có lại lại ngay luôn. Quá là ngon lành luôn đấy. Nặng 44 là giá 2 là quá là đẳng cấp luôn đấy nè mà. Ngon lành chưa. Rồi thôi quả này đi cho mình là cái 4 củ đi. Thêm 1 củ đi. Đi cho mình cái 5 củ luôn.
năm cũ này, 300 này, 51k này, đi tiếp tục về cho mình tài xỉu nhá. Không biết là quả này có về xỉu như nên mình đã nói hôm nay. Quả này về xỉu ra để mình bao hút cho nó gọi là ngon lành ngày hôm nay luôn này. Không biết là quả này có về xỉu như nên mình đã nói hôm nay. Rồi tại này có về xỉu không đây? Về xỉu quả này cho nó gọi là chất lượng luôn em ơi. Đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ là ngay về luôn nhá. Đấy, bắt hai quả cầu đang lên là xương xương được 18 củ, 12 củ như thế này là quá là ok rồi. Ăn tay này thì anh em mình có thêm lời thêm lãi thôi, gì đâu anh em ơi. Không biết là quả này có biết xỉu không đây. Ôi, quả này về tài luôn nè. Má, quả này gỡ lại cho mình cái tài hai củ đi. Một năm này, má, một năm là một luôn nè. Má, gãy thế nhờ. Hơi cay luôn đấy anh em ơi. Thôi, quả này đi lại cho mình tài xỉu đi. Quả này đi lại cho mình cái xỉu 10 củ luôn. Ấp cái lã lên luôn nha. Ăn tay này anh em mình rút tiền gửi luôn cho nó gọi là ngon lành ngày hôm nay nha anh em ơi. Ăn quả này anh em mình rút tiền gửi luôn cho nó gọi là rực rỡ luôn. Đánh là phải cho nó gọi là săn chín với cùng game thiên lùi trò chơi nhà mình nha. Rồi anh em nào mà có gọi là có muốn đăng ký game nhà mình thì mình có để phần link game chứ phần là mô tả nha. Anh em nhấn vào tải game chơi của mình nha. Cổng game nhà mình là bao uy tín săn chín luôn, đạp rút 11 cho anh em nha. Nạp tiền cực kỳ nhanh, rút tiền về tài khoản ngân hàng của anh em tầm 1 đến 2 phút thôi năm ơi. Rất là chất lượng luôn đấy. Rồi không biết là quả này có về xỉu như nên mình đã nói không đây. Không biết là quả này có về xỉu không. Quả này về xỉu là nên mình hấp cho nó gọi là chất lượng cao luôn này. Có xỉu là hấp cho nó gọi là ngon lành ngày hôm nay luôn. Có xỉu là hấp này. Ôi, à nặng 4. Ôi mẹ nó 4-3-4-5 luôn à. Má căng thế nhờ. Má quả này về 3-4-5 luôn. Khó chịu thật sự luôn đấy năm ơi. Đang đi 1-1 về lại 1-3 luôn nè. Má về 11-12 nữa. 11-12 là hơi bị khó chịu đấy. Mẹ là quả này 18 củ luôn đi. 18 củ về cho mình tài xỉu luôn. Anh tài này là có lời có lãi luôn năm ơi. Má cay quá nè mà. Mẹ tay cuối chốt lãi mẹ gãy luôn nè. Khó chịu thật sự luôn đấy. Mơ không sao, quả này ốp cái lãi, ốp cái 4 lên luôn này. Quả này ốp cái 4 cho mình cái 18 củ nha. Không biết là quả này có về xỉu không đây. Đấy, ra quán cà phê là phải gọi là chốt lại cho nó gọi là ngon lành ngày hôm nay luôn. Mong là quả này có xỉu là hấp cho nó gọi là ngon lành này. Mong là quả này về xỉu nha. Nặn cho anh em con 1, con 2, con 3 luôn đi mơ. Nặn ra quả này 1, 2, 3 luôn cho nó gọi là chắc lượng luôn này. Không biết là quả này có về xỉu như anh em mình đã nói không đây. Mong là quả này về xỉu nha. Có xỉu không? Ôi điện mẹ 56 luôn à. Má 56 gãy luôn à. Khó chịu thế nhờ. Má gãy luôn. Cây thật sự đấy nè mươi. Má về lắm tài thế nhờ. Mẹ làm cái 40 triệu luôn đi nè mươi. Má gãy quá gãy rồi. Thôi làm cái 40 triệu nên mình gỡ lại đi. Làm cho mình cái tài 40 triệu luôn. Không biết là quả này có về tài như nên mình đã nói không đây. Mong là quả này về xỉu là nên mình hấp luôn nha. Cho nó gọi là ngon lành ngày hôm nay luôn nha anh em ơi. Má mô não dồn lên rồi. Máu lưu nhiều hơn mô não rồi anh em ơi. Má không biết là quả này có về tài hay về xỉu đấy anh em ơi. Mong là quả này về tài là nên mình hấp cho nó gọi là ngon lành luôn. Gõ là phải cho nó gọi là săn chín với cùng game khi đưa trò chơi ngày hôm nay luôn nha. Má nàng quả này ra tài đi. Ra tài hấp cho nó gọi là ngon lành này. Có tài không đây? Ôi bao về tài luôn đấy, ngon lành chưa? Hấp như thế này là quá là rực rỡ nha em ơi. Vốn 78 củ, lời lại xương xương được là 20 củ luôn em ơi. Quá là chất lượng nha. Làm tay cuối là phải cho nó gọi là chất lượng ngay luôn nha em ơi. Thôi, tôi xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc anh em chơi cổng thiên đường trò chơi thắng lớn nha em ơi. Rồi, bye bye anh em nha.